Chào các chị, cho Thắng được hỏi một chút là hiện nay thì các anh chị đang đầu tư theo cái phương pháp nào? Bởi vì tại sao hôm nay lại hỏi về cái câu chuyện này? Bởi vì hiện tại thì rất nhiều các nhà đầu tư trên thị trường không rõ rằng mình đang áp dụng theo một cái phương pháp đầu tư nào. Thì trên thị trường hiện tại có rất nhiều các cái giải pháp, các phương pháp đang đang được ứng dụng. Ví dụ như là phương pháp ở thị trường Việt Nam là gồm có mua theo động lái, mua theo tin tức, mua theo sự khuyến nghị của các tổ chức, các công ty chứng khoán, mua theo cảm tính hoặc mua theo sở thích. Đó là các cái phương pháp mà hiện tại các anh chị đang và đã sử dụng. Và Thắng có thể khẳng định rằng 90% là nó không không có tác dụng. Nó không đem lại kết quả đầu tư tích cực cho các anh chị và nó gần như là không có nhiều ý nghĩa lắm với cái quá trình anh chị đang bỏ tiền mình vào để đưa ra cái phương pháp mua bán. Và gần như có thể khẳng định rằng là nó không hữu ích. Vậy trên thế giới thì họ đang ứng dụng những cái phương pháp nào? Thì thực tế thì có rất nhiều phương pháp. Nhưng mà tựu chung lại thì nó có bốn phương pháp chính mà hiện tại ở nhiều nhà đầu tư Việt Nam mình có đọc, có biết, có từng nghe qua. Đó là cái giải pháp đầu tư của O'Neil. Nó được gọi là CanSlim. CanSlim là 7 từ viết tắt của lợi nhuận, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận, thời điểm mua, quy luật cung cầu của cổ phiếu, cổ phiếu này dẫn đầu hay đội số, và cái cổ phiếu này có được sự bảo trợ của các cái tổ chức đầu tư tốt không và quan tâm đến xu hướng thị trường. Đó là 7 cái từ của CanSlim. 7 từ CanSlim. Phương pháp nữa mà các nhà đầu tư đều biết, cũng đang và đã biết tới, đó là giải pháp của mua theo cái hộp của Davos, cái hộp Davos. Hoặc là có nhiều người nhà đầu tư thì lại mua theo một cái cách nữa gần đây đang thấy nói tới, đó là cái giải pháp mua theo 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 các cái mô hình, ví dụ cốc tay cầm, rồi mô hình W, rồi mô hình tích lũy đi ngang là mô hình chữ U, rồi gọi là những cổ phiếu mà vượt đỉnh gọi là break, vượt vượt đỉnh cũ tạo ra một cái vùng giá mới. Thực tế nó cũng là giải pháp của cái hộp của trong cái cuốn mà tôi đã kiếm 2 triệu đô như nào trên thị trường chứng khoán như nào thì là của Davos. Còn có nhiều nhà đầu tư khác nữa thì đang ứng dụng một số cái giải pháp mua bán của Warren Buffett hay là giải pháp mua bán nhanh mang tính đầu cơ của Buffett, của Soros. Thì chúng ta thì trong cái quá trình đầu tư theo cái kinh nghiệm của cá nhân và những cái gì mà sưu tầm học hỏi được thì Thắng thấy là bản thân tôi thấy là khi mà anh chị ứng dụng một giải pháp nào thì chúng ta cũng phải nên dành thời gian để nghiên cứu kỹ hơn về cái giải pháp mình đang đang sử dụng. Và hơn thế nữa thì chúng ta cũng 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 biết được rằng là cái phương pháp của mình đang sử dụng nó đã đúng chưa, nó đã hợp lý chưa, nó đã đầy đủ những cái ẩn ý trong cái phương pháp mà các nhà đầu tư huyền thoại đã gọi là đã nhắc tới, đã để lại cho chúng ta chưa, hay là những cái giải pháp của chúng ta tự tự tổng hợp thì nó đã đúng theo quy trình chưa, hay nó chỉ là cái phần ngọn mà chúng ta không nhìn ra cái phần gốc. Tôi lấy ví dụ như khi mà chúng ta sử dụng phân tích kỹ thuật thì gần như các nhà đầu tư hiện tại bây giờ hay tất cả những cái chuyên gia tư vấn, thậm chí cả broker cũng lắm khi cũng chỉ là xài cái phần ngọn của phương pháp, tức là sự cái việc ứng dụng các chỉ báo kỹ thuật, chứ ít đâu có đồng chí nào, ít cái broker nào dành cái thời gian ra để nghiên cứu xem là các chỉ báo đó nó từ đâu mà ra cái chỉ báo đấy, và nó ứng dụng trong các cái việc mà sử dụng, trong việc đưa ra cái quyết định mua bán thì nó có những cái ưu gì và những cái nhược gì. Thì cái ý của tôi đang muốn trao đổi chia sẻ với các anh chị ở đây đó là chúng ta tìm rõ, làm rõ hơn cái phương pháp chúng ta đang dùng có những ưu điểm gì và những nhược điểm gì. Thì qua nghiên cứu phân tích,
rồi cũng qua những cái thực tế ứng dụng nhiều cái giải pháp kinh doanh trên thị trường chứng khoán Việt Nam, thì tôi có đưa ra một vài cái nhận xét về một số cái phương pháp. Thì hiện tại thì phương pháp nào nó cũng đi đến cái điểm cuối cùng, đó là tạo ra lợi ích, gọi là lợi nhuận cho các nhà đầu tư. Nhưng mà trong số những cái phương pháp hiện tại đang sử dụng hiện nay mà ứng dụng nhiều nhất, đó là giải pháp Scanlim của O'Neil. Tại sao giải pháp này nó lại được ứng dụng rộng rãi và có phần là được nhiều nhà đầu tư ưa chuộng? Bởi vì thực tế cái giải pháp này nó đã bao hàm từng bước, và nó vẽ ra một cái kế hoạch rõ ràng cho các anh chị cũng như là các tổ chức, một cái phương pháp để tìm kiếm và đưa vào danh mục của mình một vài cổ phiếu hay là một số danh mục cổ phiếu để đầu tư. Nên là đó được dùng nhiều. Còn rất nhiều các phương pháp tổng hợp khác chúng ta ít dùng hơn, bởi vì nó nặng tính cảm tính, nó không có cái gọi là cái quy trình cụ thể. Thì cái phương pháp của O'Neil là CanSlim thì nó có quy trình rất là cụ thể, chi tiết, gồm có những bước như thế nào và gồm những phần gì. Thì nó gồm 7 phần, viết tắt của từ CanSlim, các từ chữ cái của đầu của từ CanSlim, CANSLIM, đó là từ CanSlim. Bằng tiếng Anh, các từ cái đầu tiên của từ tiếng Anh, nó là lợi nhuận trên cổ phần, tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận, mua là cái tức là gọi là từ new, là cái sản phẩm mới, thì nó có thể Việt Nam có thể dịch thành là từ mua đúng thời điểm. Mua đúng thời điểm thì chút xíu tôi sẽ nói về vấn đề này. Quy luật cung cầu, dẫn đầu hay đội số, theo dân các tổ chức và xu hướng thị trường. Còn các giải pháp khác thì nó không rõ ràng. Nhưng thì tôi cũng đã dành thời gian để tập hợp các cái giải pháp đó, và phải cũng theo một cái quy trình rõ ràng. Ngay cả như cái hộp của Ravat nó cũng có quy trình của nó, chứ không phải là chỉ là cái nào mà thành cái khung hộp, vượt ra cái hộp rồi vượt dưới cái hộp để mua và bán. Hay cái cách mà mua bán hiện tại bây giờ rất nhiều nhà đầu tư sử dụng, đó là mua bán thực tin, thì nó cũng phải có quy trình của nó thì anh chị mới thực hiện được các cái quy trình mua bán đó. Hay cái giải pháp ví dụ như mua bán theo cách của Warren Buffett, nhưng mà ứng dụng trên thị trường chứng khoán Mỹ có khác, mà ứng dụng ở thị trường chứng khoán Việt Nam nó khác. Nên anh chị cũng phải dành thời gian ra để nghiên cứu về cái quy trình đầu tư của ông này, hoặc là cái cách mua bán đầu cơ của Soros, tức là không quan tâm đó là cái cổ phiếu gì, mà chỉ là mang tính mua rất là đầu cơ luôn, mang tính đầu cơ của cái giải pháp này. Nó cũng có quy trình cụ thể của nó. Hay một cái quy trình đơn giản mà anh chị hay dùng, đó là phương pháp lọc tìm và tìm ra một cái cổ phiếu nào đó trên thị trường chứng khoán Việt Nam nó đang là dẫn sóng, dẫn đầu. Thì cái này thực tế nó cũng phải có một cái quy trình chuẩn để đưa ra một cái giải pháp đạt tiêu chí những quy trình chuẩn, thì anh chị sẽ vào lệnh hoặc phải ra lệnh. Thì đó mới tạo ra được một cái giải pháp riêng cho từng người. Và bên cạnh đó nữa thì một yếu tố quan trọng hơn nữa, đó là cái giải pháp nào phù hợp với người nào anh chị cũng cần nên chọn. Thì cái buổi nói chuyện hôm nay thì khoảng tầm 10 phút nói chuyện làm rõ hơn về cái giải pháp đầu tư của CanSlim, của nhà đầu tư là tên là O'Neil, William O'Neil. Và cái giải pháp của ông được gọi là giải pháp quy trình đầu tư theo cách của gọi là CanSlim. Thì cái điểm đầu tiên tôi sẽ đảo ngược một chút cái yếu tố thứ 7, yếu tố là xu hướng thị trường, thì CanSlim bỏ gọi là cuối cùng. Nhưng thực tế cái nào mà đầu tiên thì nó dễ nhìn, dễ nhận biết thì sẽ để lên đầu nên các anh chị đọc. Nhưng cái quan trọng nhất, cái bước đầu tiên các anh chị phải làm để thực hiện theo cái phương pháp này, đó là phải nghiên cứu đến cái xu hướng thị trường chung, xu hướng thị trường về mặt dài hạn và về mặt dài hạn. Bởi vì sao? Bởi vì với thị trường chung mà xấu thì dù cổ phiếu của anh chị tốt thì nó cũng chịu ảnh hưởng nhất định của thị trường chung. Mà ngược lại, nếu thị trường chung mà tốt, cổ phiếu dù có xấu thì nó cũng vẫn được hưởng lợi tích cực từ cái tình hình thị trường chung. Vì vậy, trước khi mà tham gia đầu tư, anh chị phải biết là mình đang đứng ở đâu trong cái bản đồ tổng thể của toàn thị trường. Đó là cái điều đầu tiên, đó là cái điểm thứ 7 trong cái giải pháp đầu tư CanSlim, chữ M market là xu hướng thị trường. Cái thứ hai nữa, anh chị phải quan tâm tới ngay
tới ngay. Đó là bởi vì mình là cá nhân, mình là cá nhân, mình sử dụng phương pháp này thì nó có một cái đặc điểm, đó là cái điểm thứ sáu, đó là thay vì chúng ta một mình chúng ta đọc, nghiên cứu, phân tích thì nó chưa đủ, bởi vì chúng ta vẫn luôn có thể sai, chúng ta vẫn luôn có thể đọc thiếu, chúng ta vẫn luôn có thể phân tích chưa phù hợp và chưa đúng chưa chúng. Thì chúng ta tận dụng cái điểm yếu tố thứ bảy trong cái phương pháp đầu tư của O'Neil, đó là cái việc mà cái cổ phiếu này có được các tổ chức uy tín mà họ đã đầu tư lâu nay lâu đời mà có kết quả tốt, có quan tâm đến không, có mua không, có nắm giữ không. Và đây là cái giải pháp, tức là anh chị được xài gần như là miễn phí, xài chùa luôn, xài miễn phí các cái nhóm gọi là, hoặc là cái phòng mà chuyên phân tích của các tổ chức này. Bởi vì các tổ chức khi mà đã tham gia đầu tư, họ đã chỉ định cho một số phòng ban, một số nhóm để phân tích chi tiết về cổ phiếu. Nên anh chị gần như nếu làm theo của họ thì được xài chùa ở cái phòng phân tích này. Đó là điểm thứ 6 trong cái giải pháp đầu tư Can Slim. Cái điểm thứ 5 mà chúng tôi muốn nói tới, đó là chúng ta đang sử dụng cái quy trình là phân tích từ xa tới gần, tức là đi từ cái tổng quan và nhìn, sau đó mới đến cái gần. Còn sẽ có một cái giải pháp đi từ gần và sau đấy nhìn cái xa sau. Nhưng tôi đang nói, tôi lật ngược lại cái các bước của Can Slim. Đó là cái dẫn đầu hay đội số. Dẫn đầu hay đội số tức là muốn nói tới là cái cổ phiếu anh chị đang đầu tư là thuộc cái ngành nào. Cái ngành đó hiện tại đang có phải là ngành dẫn sóng. Nó hay có cái từ mà thị trường hay nói, đó là dẫn sóng. Hay là đang là leader của thị trường, đang được sự quan tâm đặc biệt. Thì ở đây họ cũng hàm ý cái ý là chúng ta phải quan sát xem là cái cổ phiếu của anh chị đang định ý định đầu tư có nằm trong cái danh mục đó không, có nằm trong cái cổ phiếu mà đang là dẫn sóng thị trường không. Và đặc biệt nữa là cái ngành, trong cái ngành thì cổ phiếu của anh chị đang là cổ phiếu đầu ngành hay là cổ phiếu bét nhẹ của ngành. Thì anh chị nên quan tâm tới cái vấn đề thứ năm này, đó là hãy chọn những cổ phiếu nào mà nó đang là dẫn của thị trường, là lead của thị trường, là cái ngành mà được quan tâm, và nó lại làm cái cổ phiếu đầu ngành, đứng đầu ngành. Nên chọn như thế, bởi vì chúng ta làm những cái thứ dễ, đừng chọn những cái khó. Cái khó sau này tôi sẽ nói và trao đổi với anh chị sau. Còn bây giờ chúng ta chọn cái giải pháp dễ dàng, đó là chọn một cổ phiếu đã đầu ngành thì nó sẽ được hỗ trợ của rất nhiều các cái thành tố cùng phân tích với chúng ta, và tránh được những cái sự lừa đảo nhất định trên thị trường dẫn đến cái chuyện thua thiệt và mất tiền. Cái thứ ba nữa là nhiều anh chị sẽ đưa ra cái giải pháp, tức là bị không bị rõ ràng giữa cái giải pháp của Warren Buffett về cái câu chuyện chọn một cổ phiếu thật tốt đang ít người quan tâm. Đây là một giải pháp đặc biệt, mà tức là gọi là khó làm, không phải là cái giải pháp chung cho tất cả mọi người. Vì vậy nên là chúng ta nên chọn những cổ phiếu nào mà mang tính chất gọi là thông dụng, phổ thông, mà đang có cái quy luật cung cầu phù hợp, có giao dịch. Và đặc biệt chúng ta nên có một cái sự tinh ý ở chỗ là chúng ta sẽ bước vào cuộc chơi cũng giống như là bước vào một cái bữa tiệc mà bắt đầu nó khai tiệc. Tức là một cổ phiếu mà nó giao dịch với cái khối lượng và cái giá tích lũy trong một thời gian dài và khối lượng giao dịch thấp, tự dưng nó có cái thay đổi, tức là đột biến về thay đổi về giá và đột biến thay đổi về khối lượng, thì anh chị sẽ đặc biệt quan tâm tới nó. Ví dụ như cái trường hợp, ví dụ như gần đây anh chị để ý Biên Hòa chẳng hạn, lâu lắm nó đang giao dịch ở vùng giá rất là thấp và tích lũy, nhưng tự nhiên nó đột biến thì anh chị có thể quan tâm. Nhưng mà cái việc này là tôi chỉ lấy ví dụ thôi, video này có thể sẽ tồn tại rất là lâu nên là sau này các anh chị sẽ không còn nhìn thấy cái câu chuyện của ngày hôm nay nữa. Thì đó là cái điểm thứ tư trong cái giải pháp Kalim, đó là cái từ F quy luật cung cầu. Cái điểm thứ ba nữa mà chúng ta phải quan tâm đến đầu tiên hơn hết, đó là chúng ta bắt đầu quay lại cái câu chuyện, đó là cái cổ phiếu các anh chị đang quan tâm nó đã thỏa những tiêu chí kia rồi, nhưng chúng ta phải quan tâm thêm nữa là cái lợi nhuận trên cổ phần, tức là cái EPS của nó hiện tại đang như thế nào. Nó so sánh cái sự tương quan của cái EPS này với cái giá hiện tại đã thể hiện hết những cái tích cực của doanh nghiệp chưa. Giả sử ví dụ như là giá hiện tại đang 50, EPS chỉ có khoảng 2.000 trên một cổ phiếu thôi, thì gần như là giá đã thể hiện gần như hết cái kỳ vọng của anh chị rồi.
Nhưng nếu như anh chị nhìn thấy cái EPS, tức là lợi nhuận trên một cổ phần của nó đang là 4.000, mà giá đang giao dịch chỉ khoảng tầm 1.500, 15.000 hoặc là 20.000 thôi, tức là chúng ta sẽ thấy rằng là cái việc mà lợi nhuận trên một cổ phần đang đang khá là tích cực, nhưng cái giá thì đang được giao dịch không được 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 tích cực lắm, thì chúng ta có thể thỏa những điều tiêu chí dưới và chúng ta cũng ngay lập tức có thể tham gia với cái cổ phiếu này. Thì đó là yếu tố thứ nhất của cái từ của cái giải pháp. Cái yếu tố thứ hai đang nói tới đó là cái tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận. Thì thường các anh chị sẽ nhìn thấy rất nhiều những cổ phiếu mà có EPS rất là cao mà giá rất là thấp. Thì anh chị nhìn kỹ thì chỉ có hai thứ anh chị sẽ để ý thấy, đó là một là doanh nghiệp này có tỷ lệ đoàn bẻ bằng zin rất là cao, tức là vay nợ rất là cao, vì vậy họ tạo lợi nhuận lớn nên tạo ra EPS cao. EPS cao, lợi nhuận trên một cổ mỗi cổ phần là cao, nhưng giá không cao, không tăng, bởi vì rất nhiều nhà đầu tư không ưa một rủi ro thì họ sẽ không vào những cổ phiếu mà có tỷ lệ bằng zin lớn như thế, tức là vay nợ lớn so với vốn chủ sở hữu. Cái vấn đề thứ hai nữa là có những cổ phiếu cũng có EPS rất là cao nhưng giá rất là thấp và thấp hơn so với cái kỳ vọng. Bởi vì sao? Bởi vì chính cái yếu tố thứ hai, tức là yếu tố tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận, nó không hề có tăng trưởng lợi nhuận, tức là năm sau và năm sau nữa, năm nào nó cũng có một cái mức lợi nhuận nhất định ổn định, và nếu dùng cái lợi nhuận đó chia cho cái khối lượng cổ phiếu đang lưu hành thì ta sẽ thấy có một cái EPS, tức là opening percent thì là nó không có thay đổi, nó gần như là không thay đổi, năm nào nó cũng giống năm nào. Vậy là được gọi là những cổ phiếu mà không chịu lớn thì chúng ta không xét tới, chúng ta phải xét tới cái cổ phiếu nào mà có tỷ lệ tăng trưởng lợi nhuận hàng năm đạt một cái mức độ nhất định nào đó, cũng giống như là cái câu chuyện mà chúng ta bỏ một cái khối lượng tiền vào đó thì chúng ta mong rằng mỗi năm nó phải có cái sự tăng trưởng, tức là chúng ta thêm được cái phần gọi là gia tăng, chứ ta không muốn nhận chỉ một cái phần gọi là cố định. Thì có như vậy thì nó mới tác động tới cái tích cực của doanh nghiệp về mặt dài hạn, tức là doanh nghiệp ngày một lớn lên to ra và phát triển hơn, chứ không phải doanh nghiệp chỉ muốn bé mãi như vậy không muốn lớn. Thì đó là 7 cái yếu tố mà trong cái giải pháp đầu tư của O'Neil mà Carl Slim, vì họ đưa ra từng cái yếu tố một, vì vậy nên rất nhiều những nhà đầu tư hiện tại bây giờ hay các tổ chức bây giờ đang xài rất thông dụng cái phương pháp này. Nhưng mà chúng ta phải đặt ra một câu hỏi nữa là vậy phương pháp này nó có cái ưu điểm gì và cái nhược điểm gì. Cái ưu điểm thì nãy giờ nói rất là nhiều về cái ưu điểm của nó rồi, nói về những cái cách rất là hay, rất là phổ biến của nó, bởi vì đương nhiên giải pháp mà đã tồn tại được nhiều năm và được nhiều nhà đầu tư sử dụng thì đương nhiên nó phải có những cái ưu điểm nhất định của nó. Nhưng có cái nhược điểm nào không? Thì thực tế là nhược điểm ở đây không phải là cái nhược điểm của giải pháp, mà nhược điểm ở đây đó là ứng dụng cái giải pháp này vào thị trường chứng khoán Việt Nam, là thị trường chứng khoán Việt Nam nó như thế nào cho nó phù hợp. Bởi vì có những, nếu ứng dụng một cách máy móc các cái bước này, các cái bảy cái chữ cái này, bảy cái gọi là cái phương pháp cụ thể chi tiết này, thì ứng dụng vào Việt Nam thì nó lại không phù hợp, nó không đúng, không trúng, và nó không tạo ra được những cái sự gọi là nhuần nhuyễn hay là cái sự linh hoạt trong cái cách ứng dụng. Thì cái này ứng dụng ra làm sao và đưa ra những nhược điểm thế nào thì xin anh chị tiếp tục là đăng ký cái kênh mà anh chị đang xem để tiếp tục theo dõi những cái video tiếp theo. Tôi sẽ có nhiều thời gian hơn, sẽ trao đổi với các anh chị, sẽ làm rõ với các anh chị về cái việc ứng dụng nó vào thị trường chứng khoán Việt Nam sao cho nó phù hợp, và cái chỗ nào chỉ cần sẽ được lược bỏ, cái nào sẽ phải được gọi là gia cố thêm, để cái giải pháp này nó ứng dụng vào thực tế, nó chuẩn, nó đúng, nó trúng hơn, và nó tạo ra những cái biên lợi nhuận, và những cái phương pháp làm mà nhiều nhà đầu tư các anh chị cùng sử dụng được. Hy vọng rằng là các anh chị bớt chút thời gian đăng ký kênh để có thể thường xuyên được cập nhật các video mới mà tôi sẽ chia sẻ cho các anh chị trong thời gian sắp tới. Và không chỉ là giải pháp CanSlim, tôi sẽ chia sẻ rất nhiều cái giải pháp mà trên thế giới đã và đang ứng dụng, cũng như một số giải pháp vừa mà tôi bản thân có sẽ có tập hợp, có nghiên cứu và đã ứng dụng nó thành công. Thì chào các anh chị, hẹn gặp các anh chị ở một cái video khác.